trong 5 năm tổ chức triển khai thực hiện luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho thấy tội phạm sử dụng súng tự chế, vũ khí thô sơ, dao làm công cụ phương tiện gây án chiếm tỷ lệ 94,5% tổng số vụ. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cần phải sửa đổi bổ sung luật hiện hành nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn. Tại phiên làm việc chiều nay, Quốc hội đã lắng nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi. Tờ trình về dự án luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Công an trình bày đã chỉ ra thực tế tội phạm sử dụng súng tự chế, vũ khí thô sơ, dao để gây án đang diễn biến rất phức tạp. Trong khi đó, luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ hiện hành không quy định dao là vũ khí thô sơ. Tại dự thảo luật, Điều 32 đã bổ sung quy định phải khai báo dao có tính sát thương cao với công an xã, phường, thị trấn, nơi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đóng trụ sở, nơi sản xuất, kinh doanh hoặc cư trú. Điều này nhằm quản lý chặt chẽ, không để tội phạm lợi dụng kẽ hở của pháp luật để thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng An ninh cho biết có ý kiến cho rằng quy định dao có tính sát thương cao chưa bao quát hết các loại công cụ tương tự như chông, mìn, bẫy có nguy cơ gây sát thương sẽ trở thành vũ khí nguy hiểm khi sử dụng trái mục đích. Đồng thời, quy định dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ, vũ khí quân dụng sẽ không thống nhất với một số quy định của pháp luật hiện hành, quy định về vũ khí. Dự thảo luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi gồm 8 chương, 74 điều, dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và xem xét thông qua vào kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15.